Chị Yến Sa La đâu? Nam chủ nhà sinh năm 1983, 54 độ, comment số 1 đi. Nam sinh năm 1983 đây này, Quý Hợi này. Đấy, 54 độ, 54 độ Đông Bắc. 54 độ đây này. Nhà này có sao gì? Vượng tài, phúc đức, bại tuyệt. Đấy, trong đó vượng tài và phúc đức là tốt về tài vận và gia đạo. Nhưng mà bại tuyệt mà chiếu đến cửa như thế này nhé, là suy bại về mặt kinh tế luôn. Sau 1 đến 3 năm kinh tế ở đây, cái vận trình của nhà mình ở đây nó đi xuống, nó đi xuống dốc luôn, quá nhiều luôn. Cho nên ở đây mình phải để ý đấy. Cái sao bại tuyệt còn rất nhiều gia đình đang lên này, nó rất là cao, nhưng đùng một cái xuống đáy luôn. Bại tuyệt, cái sao bại tuyệt nó là như vậy đấy, nó rất là bất ngờ. Cho nên là khi mà cửa chính nhà mình ấy, mà bị sao bại tuyệt chiếu đến ấy, thì anh chị phải để ý. Mà anh chị đang ở cái nhà của mình ấy, thì có một cái lời khuyên thật và chân thành ấy. Anh chị nên biết nhà mình đang bị sao nào chiếu tới. Biết đấy để gì? Để mình biết là nhà mình nếu được sao tốt thì mình phát huy nó lên. Còn nếu như bị sao xấu thì mình nên có những biện pháp để mình điều chỉnh. Tức là mình ở một cái nhà ấy, thì mình nên biết những điều đấy. Tránh cái trường hợp nó xảy ra thì rất là xấu. Nó nhiều vấn đề lắm. Rồi anh Lục Bình Trôi đâu? Rồi, nam sinh năm 80 ở Đông Bắc. Rồi, Lục Bình Trôi đâu, comment số 1 đi. Khi mà tôi luận đoán cho ai, tôi cần cái sự tương tác từ với anh chị. Bởi vì tôi luận đoán là thực chiến hết luôn. Tất cả đều là thực chiến, người thật việc thật luôn. Rồi, nam sinh năm 80 đâu ạ, comment cho số 1 đi. Canh thân này. Rồi, nhà mình ở đây bao lâu rồi ạ? Đông Bắc, đúng không? Nam sinh năm 1980 mà Đông Bắc, nhà mình ở đây có tính đúng không ạ? Đây này, 1980 mà Đông Bắc. Thứ nhất là nhà này được cái hướng nhà sinh khí. Đấy, sinh khí mà lại có quan lộc và quan quý chiếu như này là rất hay có quý nhân giúp đỡ mình. Hay được quý nhân giúp đỡ. Nhà này mà có người làm công chức nhà nước nhé, cái vận trình công việc người ta lên rất thuận lợi. Cực kỳ thuận lợi luôn. Đấy. Chưa làm mà. Rồi, chưa làm nhưng mà nhà này ở đây bị cái sao tố tụng mà. Đấy, thì nay mai mà ở thì nên để ý nhé. Bị sao tố tụng này là khi mình vào đó đi ở ấy, nó rất là dễ xảy ra tranh chấp và kiện cáo. Thậm chí có những cái nhà đang xây đã xảy ra kiện cáo rồi. Đang xây đã bị kiện rồi. Đấy, tức là nhà mình ấy, cái hướng nhà mình nó bị cái sao đấy thì tự nhiên nó xảy ra những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một hướng nhà rất tốt. Đấy, bởi vì bản chất thì cũng sẽ chẳng bao giờ có một cái hướng nhà nào tốt hết cả. Bởi vì chị biết tại sao không ạ? Bởi vì theo quy luật của âm dương ấy, thì luôn luôn là tốt và xấu nó luôn luôn có sự đan xen nhau. Cái quy luật này nó rất là cân bằng. Tại sao nó cân bằng? Anh chị dùng là gì? Có sáng thì sẽ có tối, đúng không ạ? Có ban ngày thì sẽ có ban đêm. Có tốt thì phải có xấu, đúng không? Chứ tốt quá, tốt quá thì nó lại gì ạ? Lại không tốt, đúng không? Mà xấu hẳn thì nó lại không tốt. Tức là nó luôn luôn là đan xen, vận hành theo quy luật đan xen nhau. Tốt và xấu luôn luôn đan xen nhau. Đấy. Cho nên là trong một cái hướng nhà của mình cũng vậy. Được cái này thì sẽ mất lại cái kia để bù đắp lại. Nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu về phong thủy hướng nhà, chúng ta sẽ biết được là à, nhà mình ở đấy là tốt về cái gì, xấu về cái gì. Nếu xấu thì mình sẽ có những biện pháp để mình khắc phục sớm, đúng không ạ? Cái quy luật của nó hay ở chỗ đấy. Đấy. Cho nên là bạn này ở đây thì chưa ở, cho nên là tôi luận thì cũng chưa có sự nghiệm chứng. Nhưng mà tôi sẽ luận đoán trước là như vậy. Ở đây sau này rất dễ xảy ra liên quan đến kiện cáo. Trước khi mình vào ở ấy, thì mình nên có những biện pháp để mình khắc phục. Nhà. Đấy, trước khi mình vào ở mình nên có biện pháp khắc phục. Được chưa ạ?